Đây là những cái chô mắm tôm và mắm tép này. Những cái này nếu mà muốn được một mẻ này thì khoảng mất bao thời gian thì được một mẻ mắm tôm mắm tép này? 7-8 tháng đến 1 năm gì đấy. 7-8 tháng 1 năm là được một mẻ. Chỗ này của mình gọi là làng gì nhỉ anh nhỉ? Làng chài Ông Đồng, nước mắm làng chài Ông Đồng. Nước mắm làm làng chài Ông Đồng ạ. Đây cơ sở nhà mình là cơ sở Ông Đồng. Ông Đồng. Cái này mở ra thì bây giờ nhìn như nào anh? Anh mở ra ngắm một cái xem nào. Đây là mắm gì anh? Đây mắm tép. Đây là mắm tép à? Cái này đã ăn được chưa anh? Ăn được rồi. Ăn được rồi. Nghĩa là sau 8 tháng ngâm và ủ trong này. Đúng rồi. Thì là giờ là đã có thể mang ra dùng được. Quan trọng là chúng mình pha chế. Đi ra mình chứ bỏ đường chanh ớt vào là ăn được. Như thế này là cứ bỏ đường chanh ớt vào là ăn được thôi gì anh? Đúng rồi. Nói chung cái này nó ư đường. Chứ càng nếu mà mình thấy đang mặn mình chứ bỏ đường vào lúc nào cho nó đủ vị thôi. Vâng. Chủ yếu là bỏ đường. Đây, còn mắm tôm đấy. Còn bên này là mắm tôm ạ. Đây một đâu mắm tôm này. Đây mắm tôm thịt chó da cày. Đây là món đặc sản thịt chó là không thể thiếu mắm tôm này. Nhưng mà em thấy sao mắm tôm có những cái mắm mà nó màu nó lên hồng hồng đấy là do đâu nhỉ anh nhỉ? Không, đây là họ mua thực phẩm trong đẹp màu thôi. Chứ còn chính xác là nó là màu đây gọi là màu loại màu này màu đen xanh. Vâng, đây là màu đen xanh màu chuẩn đây ạ. Chuẩn của nó đấy. Vâng. Còn cái màu hồng đấy là hồng yên là họ mua thực phẩm trong đẹp màu thôi. Bác cho cháu xem cá mười muối nào. Ở đây là nó bé nào cũng quét này. Thế chỗ này nhà mình bác có khoảng bao nhiêu nghìn lít? 3.000 lít tính sao được, mấy nghìn lít. Mấy trăm tấn thôi mà. Mấy trăm tấn cơ à? Còn cái này phải nhiều lắm chứ. Thế chỗ này của bác là đại gia về nước mắm ở đây rồi à? Cái này ngâm rồi. Tao mới muốn như này mà. Cá tươi được mua về làm sạch bụng rồi cho vào muối với chủ yếu là muối, rang muối. Đây. Cái này là được rồi này. Vâng. Này cái giá này muối này mình chưa đánh lên. Cái nào ở dưới. Đây nó chín như này. Mà chưa chín được, mấy muối được hơn ta. Nếu mà chín là thế này này. Đây này. Nước nó nổi thế này này. Đấy, 3 năm, cái này phải 3 năm. Chỗ này của bác là được bao lâu rồi đây? 3 năm rồi. 3 năm này bây giờ đăng ra được rồi này. Nguồn rồi này. Chín rồi. Cái này là mới. Cái này mùi thơm đấy. Chín ăn thơm. Còn cái này đang tanh chưa được. Vâng. Thế là như thế này thì xong bác lọc. Bác cho ra bể này. Lọc xong rồi bắt đầu đặt riêng lại 4 lần. Rồi phơi nắng ra. Là cho ra các bể này để phơi ạ. Cho các bể phơi rồi mang vào bán. Thơm. Thơm thế. Anh nhìn thơm còn cái này này. Cái này cần được rồi này. Cái này phải hè tháng 5 mới bán được. Nhưng mà sáng nào cũng phải đánh 5 ngày đánh một lần, 10 ngày đánh một lần. Vâng. Nhưng mà cá này đầu tiên là phải để một tháng sau mới đánh được, nhọc người lắm. Nhưng mà đánh mãi ngấu là đỡ nhọc. Vâng. Còn lúc nào mà nước thế này thơm thế này mới bán được này. Vâng. Nhưng mà phải búa tính gạo vừng nếp các thứ nào búa vào nữa đi. Nghĩa là chứ có cả cá thế này không ngon đâu, giữ ai ta. Đây là kinh nghiệm của bác cái đây. Đây này. Chủ cái này chưa đứng nước mới muối. Chủ hãng nước mắm Đồng đây. Nhóm Đồng, còn đây này, bật cái clip này. Ý là hôm nay là trời mưa. Vâng. Nhà bác phải định lại. Nhà người ta làm, người ta lấy lại, người ta không làm, người ta làm cái bể đấy thôi. Trong bể không có mắm. Ôi ôi, đây một bể cơ à? Nhiều, bể nào cũng quanh. Thơm chưa, nhưng mà khoảng 2 tháng sau mới bán được. Vâng. Thấy đó. Nước cái này nè. Đấy, rồi chắt lọc ra. Chắc là quả cái nước là ăn đi giống ngọt cà phê ạ. Vâng. Thế đó, thế này đó. Nếu mà sáng ra là nhưng mà nếu mà được hết là những cái ấy này nó tầm đây ra. Nó thấm xuống dưới hả bác? Không. Nước mắm nổi hay là cái cái này là cái hớt ra. Hớt ra nó nổi nước lên. Vâng. Nổi nước lên đúng không? Anh chờ đây gì này. Vâng, vừa nãy bác gạt lên nó nhìn thấy rồi. Hả? Đấy. Đây là cái màng cá, cái màng mỡ của nó. Đây là màng mỡ đấy. Đây thế này, đây. Thấy chưa? Vâng. Ngon lắm. Thơm thế. Cháu cũng đến nhiều làng nước mắm rồi nhưng mà vào nhà bác nó lại có mùi thơm. Chứ mọi nhà mùi nó hình như là cái bả vẫn còn cái nước này. Nhưng mà cái nước này cả bả nấu lên. Bán mắm xào nấu cho cái sạn. À. Còn cái bã này thì có làm gì được không bác? Cái bã này còn lại bán cho họ đi làm rau và thuốc lào. À. Thuốc lào và rau. À để trồng cây. Trồng cây. Này. Này, ở đây của bác là bác có bao nhiêu loại mắm à? Nhiều loại lắm. Ở đây bác tính có nhiều loại. Nắng lắm. Bé này cũng quét của chỗ nào cũng quét. Cái này mà đánh đây là nó này. Đó là cái màng của nó thế này nhá. À đây là màng thôi à, chứ không phải là ấy ạ. Nhưng các anh vào trong nhà người ta không làm được. Người ta không có cá thế này cho các anh quay đâu. Nhưng mà nước đang làm ở dưới này. Vâng. Nhưng mà cái này là hè tháng năm mới bán được. Vâng. Mới được có 5 tháng thôi. Vâng. Hơn 1 năm thôi. Ba nấn bùng nước lên giống hồi nãy ạ. Thịt cá được ngâm với muối là sẽ nhuyễn ra này ạ. Em nhuyễn ra đây. Ông Đồng. Đây này, những cái bé đây này. Tôi quay đây. Cái nào không có mà. 31 cái bể. Cái nào không có. 31 cái bể. 31 cái bể. 40 cái gần 40 cái thùng phi. Đây hiệu nước mắm nhà ông Đồng là có 31 bể và hơn 40 cái thùng phi. Lúc nào cũng sẵn sàng mắm. Đây bác mặn vô theo cuối nha. Nha. Thế này thì cũng chỉ có mỗi mùa này thì là mình phơi được thôi nhỉ bác nhỉ? Mùa này phơi. Phơi nhưng mà càng phơi càng luôn. Sang những vụ đông thì là mắm của mình chín rồi đúng không bác? Mùa đông là mình chín rồi. Mùa hè cũng muối, mùa đông cũng muối. Mùa đông bác. À mùa đông thì chỉ để muối. Mùa đông chủ yếu là muối. Bán hết là phải đổ vào. Vâng. Nhưng mà mùa hè bán được nhiều hơn. Vâng. Đúng mùa du lịch thế nè. Thơm chưa? Đấy. Cái này bán không được rồi này. Cái này bán được rồi này. Cái này cá cơm này. Mùi thơm thế nhỉ. Còn như các anh mà các chú vào về các nhà bên này, tôi cháu cua bể đấy, không có cá đâu. Vâng. Có nhà họ đang đi mua chuột của nhà bác về đấy đi đổ vào lấy hình thích mà bác không bán. À. Cái bã của bác đang giống cái bã này này. Vâng. Mua mấy tấn mà bác không bán vì bác không bán thế này. Vâng. Bán là độ chết. Còn những cái chim cái vại này nhà bác quét chỗ nào bác không quét. Đây là cái màng mỡ sao bây hết đi. Vâng. Hết cái này đi cho lợn. Gọi là cái màng mỡ. Cái màng mỡ là anh chưa ngấu. Vâng. Chứ không phải toàn thế này là anh gớm thế này đâu. Vâng. Nên là anh chín nó thế đó. Còn sáng nào nó cũng phải đánh lên nhưng mà chưa đánh được. Cái nào cũng quấy này. Bác chỗ chum nào cũng quấy. Mấy bán hàng chưa thì chúa bán vớ vẩn được. Chum nào cũng đầy. Chum nào cũng đầy hết này. Vâng. Đây là chưa ngấu được, bao giờ ngấu đây mới đứng được. Vâng. Còn cái này là mới, chụp mới. Đấy. Đấy. Qua cái màng mỡ lên là thấy mắm ở dưới ngay. Cái nào cũng có, chim nào cũng có này, không phải là bán hàng sao? Vừa nãy cho bác ấy mở, anh ấy mở cháu xem rồi. Chỗ nào cũng có, mai trời mưa bác lại lấy á. Bác nổi tiếng bình dân. Đây là bảng niêm yết nước mắm cốt, bảng trái Ông Đồng. Vâng. Tùy khách. Nếu mà có ai đến đây mua nhiều thì bác sẽ giảm giá. Từ 10 lít đi là 20.000, 30.000. Vâng. Còn cá thu bông 250 nhưng mà bác lấy có 200 thôi. Vâng. Họ đề kệ gọi nhưng mình bán rẻ hơn. Vâng vâng. Nhà mình làm mắm là bao nhiêu năm rồi bác? Nhiều. Cố rồi đấy mà. Cố phải 100 năm, hơn 100 năm rồi. À. Thế là đây là tên cơ sở mình là tên của ông Cố ạ. Cháu rồi đấy chứ đời bố mẹ chồng với bố chồng chết à, rồi. Bác là con dâu ạ. À? Bác là con dâu thứ hai. Vâng. Nhưng mà nhà máy con dâu không có ai làm, mà mình bác làm. À thế. Bà là... chỉ là cho bác vì bác chăm làm mà chịu cố. Thế là dâu này là được chọn để bác... cái này. Vâng. Làm bác làm được nên nhà bác già lắm. Vâng. Thế là của mình ở đây của bác là có bao nhiêu loại nước mắm bác? Mắm cá cơm, cá chích, cá chim, rồi, cá ngục rồi, nhiều rồi, cá thu bông rồi. Cái cá thu bông mà bác biết ạ. Vâng. Với lại cá đại dương tô thế này nữa này, nhưng mà vâng. Bà để nắng bác không mở nữa. À cá đại dương. Đại dương. Cái cá to như thế này người ta gọi là cá đại dương à? Cá đại dương. À gọi là cá ngừ đại dương. Lắm. Vâng. Cháu lại cứ bảo cá thu. Còn cá thu lại khác, cá thu là nó chỉ to hơn bàn tay. Lúc này bác cho cháu xem đúng không? Còn cá thu là tua thì nhúa là 3 năm. Hơn 3 năm mà cá tê cũng không nhúa. Càng tua thì càng lâu ngấu, mà nhúa thì mau ngấu. Cá to đấy là cá ngừ. Vâng. Cá tua thì bán được ít hơn. Vâng. Chỉ đắt tiền. Vâng. Thì khách thấy là ưng thì bán. Ăn cá cơm có mực là nhiều thôi. Ăn mực cá cơm là nhiều, với cá cơm, cá chích cá thu. Vâng. Cá thu thường là nhiều, với cá thu bông đi cũng nhiều này. Vâng. Cá chụp ảnh này cũng nhiều đó. Vâng. Là nhiều nhất. Đây là chân dung bác chủ cửa hàng ạ. À, bác đang nói là chỗ xưởng này của mình là có khoảng 300 tấn. Đúng rồi. 300 tấn thì khoảng là tính ra được bao nhiêu lít nước mắm chú? Nhiều lắm. Cái mắm mà nấu rồi, mắm loại 1 rồi, mắm cá to, cá nhỏ. Vâng. Như ở đây của chú là chủ yếu là người ta đến người ta lấy à hay mình có phải? Chủ yếu nhờ từ chú ship toàn quốc. À. Và chú phục vụ dân bản địa ở đây này, phục vụ khách đi du lịch này. Vâng. Phục vụ đem về đến chuyển đến tại nhà cho người ta này. Vâng. Bán bảo hành đến nơi này, hư hỏng phải đền này. Đấy. À nghĩa là giờ là bê ship toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Vâng. Ăn luôn là phải lấy tiền. Đấy. Tại vì cháu cũng thỉnh thoảng hay mua mắm cốt nó nặng mùi lắm. Cái này nó đây mắm của nhà bác nó đỡ lắm. Vâng. Cháu thấy vừa nãy bác gái mở ra cháu xem rồi. Nhà bác ở đây nắng, ánh nắng nhiều quá đây nên là mắm ngon. Mùi nó rất là thơm. Mắm của họ là nó nặng mùi là vì họ không có chỗ phơi. Vâng. Gọi là mắm là phải trống, phải phơi nắng phơi sương. Vâng. Thì nó mới mất cái độ nặng mùi. Vâng. Chứ khác thì cháu chứ tưởng tượng như ta mặc cái quần 2 ngày không thay là nó thế thôi mà có gì đâu. Tại vì cháu cũng đi du lịch, cháu hay lang thang ở các làng ấy, nhưng mà cháu vào mấy nhà làm mắm rồi nó nặng mùi lắm, nó không thơm như của nhà mình. Càng nắng bao nhiêu càng thơm bấy nhiêu. Vâng. Chứ càng nắng bao nhiêu.